Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 25 tháng 6 năm 2022, thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có về mới những mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm phí vận chuyển, và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và hôm nay thì bên cơ sở lan rừng nhà em có đủ những mặt hàng kg, nhiều những dòng hàng lan thuần và những cây tổ quạ rất là đẹp với giá cực kỳ là yêu thương để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho sân vườn của nhà mình nhé. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái lô dáng hương đuôi chồn rất là tươi và đẹp ạ. Cây vừa tầm cô chú anh chị nhé, không có những cây quá nhỏ và cũng không quá lớn. Cây nhỡ rất là vừa tầm ghép ạ. Em bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Và sang bên này đây sẽ là hoàng thảo về rồng, một cái dòng lan mà có sức sống cực kỳ là mãnh liệt với những rễ rất là vừa sinh. Bên em đã chọn lựa rất là kỹ để cô chú anh chị về có thể dễ ghép được cho mình những cái giọt lan đẹp nhất này. Em bán hoàng thảo về rồng này với giá là 130.000 cho 1 kg thôi cô chú chị nhé. Dễ thuần, dễ chăm với những chùm hoa vàng rực rỡ rất là tuyệt vời luôn ạ. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng. Cô chú anh chị có thể thấy là hàng bên em đã cắt tỉa rất là kỹ và nhiều cây bản lá tròn mít rất là đẹp luôn. Đó, lá mít xếp rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Với những cái cây thân giả hành rất là bự như thế này thì hứa hẹn khi mà mùa hoa đến chắc chắn cô chú anh chị sẽ sở hữu những cái giò kiều rất là tuyệt vời ạ. Và em bán kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng này với giá là 320.000 cho 1 kg thôi. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan dáng hương Hải Yến ạ. Dáng hương Hải Yến với những cây lá xếp rất là xinh như thế này, cây vừa tầm ghép. Và Hải Yến này cũng vừa mới qua mùa hoa xong nên là cái thời điểm đẹp để cô chú anh chị có thể trồng và sưu tầm ạ. Em bán Hải Yến với giá 130.000 cho 1 kg và em sẽ bán từ 0,3 kg. Và tiếp sang bên này đây sẽ là đùi gà tròn của vùng Cao Bằng. Cô chú anh chị nào mà đã từng được thưởng thức ngắm mặt đông của gà tròn vùng Cao Bằng rồi chắc chắn rằng đều có một nhận xét một điều rằng là gà tròn của vùng Cao Bằng so với những vùng miền khác thì hoa sẽ đẹp hơn rất là nhiều nhé cô chú anh chị nhé. Với những bông hoa to và rực rỡ, họng đen tuyệt vời luôn ạ. Em bán gà tròn vùng Cao Bằng với giá là 190.000 trong 1 kg để cô chú anh chị sưu tầm. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan. Bên này thì em có cái dòng lan Hài Trần Liên. À đâu, đây là hài vệ nữ hay còn gọi là tiên hài. Em bán với giá chỉ có 60.000 cho 1 kg. Dòng lan hài hài Trần Liên hay còn gọi là hài vệ nữ hay còn gọi là tiên hài. Với nửa kg cô chú anh chị có thể được cái giòn lan rất là to và đẹp rồi. Và bên này đây thì em còn có một cái lô rất là xinh, cái cây bên này. Thôi em sẽ chia làm hai lô để cô chú anh chị có thể dễ dàng sưu tầm cô chú anh chị nhé. Bên này là em có chia hai lô đi. Là hai lô tiểu hồ điệp rừng ạ. Nói là tiểu hồ điệp nhưng mà khi mà sổ hoa thì bông hoa rất là cao, vươn cao khoảng tầm 3-40 cm và nhiều màu sắc rực rỡ nhá. Mỗi một lô như thế này chắc là cô chú anh chị về cũng có thể ghép được những chậu rất là xinh rồi. Em bán với giá chỉ có 40.000 cho một lô thôi ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan trầm tím hàng rừng. Cái dòng lan hoàng thảo thơm nhất trong tất cả cái dòng hoàng thảo đấy ạ. Hiện tại đang đi mầm xanh như vậy, em bán 800.000 trong 1 kg, em sẽ bán từ 0,1 kg. Sang bên này đây đặc biệt là cái dòng dáng hương tam bảo sắc. Và cái vùng mà em đặt hàng, lấy hàng về là cái vùng mà đa số sổ hoa màu vàng cô chú anh chị nhé. Và hoa màu vàng thì vô cùng là thơm so với cả hoàng nhạn. Thì từ người cái mặt đông cho đến cái hương thơm thì chắc là có thể so sánh với cả hoàng nhạn đấy ạ. Khi mà nở hoa thì có những cái bông tam bảo sắc hoa vàng, cái độ đậm của nó có thể như là cái hoàng nhạn mà không phân biệt được luôn đấy cô chú anh chị. Và hoa thì cực kỳ là thơm. Và dáng hương tam bảo sắc thì em chỉ bán có 160.000 trong 1 kg thôi. Và đây là những cái cây mà bên em đã tuyển chọn rồi, nên là cây từ cái cỡ nhỡ trở lên cô chú anh chị ạ, rất là đẹp. Với nửa kg cô chú anh chị cũng có thể sưu tầm cho mình cái giò lan rất là to và rất là đẹp luôn. Để cho cái mùa hoa tới là cô chú anh chị sẽ ngập tràn trong mùi hương của dòng tam bảo sắc. Hoa thì cực kỳ là thơm mà giá vô cùng rẻ. Theo em thì đây là một cái dòng lan rất là đáng thưởng thức và sưu tầm. Sang bên này đây thì em có kiểu vuông cánh trắng cô chú anh chị này. Đấy, hàng xanh mướt và đẹp như thế này ạ.
hàng chuẩn như hình cô chú anh chị nhá. Em bán hàng thì chuẩn như hình đấy ạ. Tại vì là chỉ có lô hàng như vậy thì bọn em sẽ gửi hàng như vậy thôi. Kiều vuông cánh trắng em xin phép được bán 250.000 cho 1 kg. Và sang bên này đây thì em có dòng lan hoàng phi hạc. Dòng hoàng phi hạc này có thể sổ ra khá là nhiều những cái mặt bông đẹp. Em bán là 140.000 cho 1 kg hoàng phi hạc. Và đây chính là cái mặt bông của dòng lan hoàng phi hạc đấy ạ. Cô chú anh chị cùng nhìn cho em này. Đó, bông hoa rất là sắc nét nhá. Dễ thuần, dễ chăm cực kỳ luôn mà rất là size bông ạ. Hoa cực bền cô chú anh chị ạ. Có thể họng đen, có thể họng vàng. 140.000 cho 1 kg dòng lan hoàng phi hạc này. Và một cái lô nhất điểm hồng xanh tươi này chỉ có 40.000 thôi. Và sang bên này đây là những cây quế tím. Dòng lan quế tím với giá là 150.000 cho 1 kg. Và cô chú anh chị thấy là hàng căng tươi và cực kỳ là đẹp luôn nhé. Dòng quế tím thì bông hoa nó rất là to, cây thì nhỏ bé nhưng cần hoa cũng không hề ngắn một chút xíu nào, mà ở bên ngoài nó còn đậm đà tím đậm hơn cả trong hình ảnh này nữa nhé. Đó, em xin nhắc lại giá chỉ có 150.000 cho 1 kg. Và em sẽ bán từ 0,3 kg để cô chú anh chị sưu tầm. Cô chú anh chị cùng em ngắm lại cái lô dáng hương tam bảo sắc cực kỳ là đẹp ở đây ạ. Rồi ạ, bên này thì bên em có những cái lô hoàng nhạn tháng 4 cô chú anh chị này. Em gọi đây là lô số 1 ạ. Lô số 1 này chắc là cũng đủ cô chú anh chị là một giò sinh rồi ạ. Đây, có 1 cây, 2 cây, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cây tất cả nhá, cô chú anh chị nhá. 7 cây tất cả. Và cái lô này thì em chỉ bán có 70.000 thôi, tức là mỗi cây có rơi vào có 10.000 ạ. Sang bên này sẽ là lô số 2. Lô số 2 này thì có 2 này, 2 cây này, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 cây. Đó, tổng 8 cây. Và lô này em xin phép được bán với giá là 90.000. Và lô số 3 thì sẽ nhiều hơn ạ. Lô số 3 thì có trên 10 cây cô chú anh chị ạ. Và lô này thì em xin phép được bán với giá là 110.000. Đó, 3 lô hoàng nhạn tháng 4 như vậy để cô chú anh chị sưu tầm. Là chị em song sinh của dòng lan hoàng nhạn tháng 8 có vài chục nghìn, cô chú anh chị có thể sở hữu ngay giò lan hoàng nhạn rồi ạ. Và sang bên này đây thì em có cái dòng địa lan tiểu thần đồng nhá cô chú anh chị nhá. Cái dòng lan này thì hoa cực kỳ là thơm. Mỗi một chậu như thế này thì nó sẽ rơi vào ít nhất là 4 cần hoa. Và sắc hoa ở bên ngoài thì nó sẽ là vàng rất là sáng. Vàng gọi là vàng sáng cô chú anh chị. Ở trong hình này thì cái nó không lột tả được cái vẻ đẹp, vẻ sáng của cái bông hoa này đâu. Đây cô chú anh chị này. Ồ, có một cái bông hoa hiện tại đang chuẩn bị nở đây cô chú anh chị nhìn ạ, rất là đẹp luôn nhá cô chú anh chị nhá. Vàng cực kỳ là sáng và đẹp như thế này này. Mà hoa rất là thơm, cái mùi hương thơm dịu rất là khó tả luôn cô chú anh chị ạ. Và một cái chậu như thế này thì em xin nhắc lại là nó sẽ rơi vào ít nhất là 4 cần hoa. Em chỉ bán với giá có 180.000 cho một chậu thôi. Về để cô chú anh chị có thể thưởng thức ngay một mùa hoa tiểu thần đồng với những cái bông hoa đẹp một cách trang nhã tuyệt vời luôn ạ. Và sang bên này đây là những cái cây đai châu hồng cánh sen, một cái mặt bông gọi là được coi là đẹp nhất trong tất cả những cái mặt bông của dòng châu Thái ạ. Và có giá trị cao nhất của chú anh chị nhé. Một cái châu hồng cánh sen như vậy thì nó rơi vào 3 cặp lá hoặc là 4 cặp lá. Và ở những năm trước thì nó đã có cần hoa rồi, nên là cô chú anh chị mình yên tâm là năm tới này cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa cho Tết tới nhé. Và một cái châu hồng cánh sen như vậy thì em xin phép bán với giá chỉ có 110.000 cho một chậu thôi. Và bên này sẽ là châu đỏ sắc pháo của chú anh chị này. Châu đỏ sắc pháo cũng đã có cần hoa của năm trước, cũng chậu cũng rơi vào 4 cặp lá, cũng với giá 110 cho một chậu ạ. Sang bên này sẽ là những cái bụi samurai, một cái dòng lan hoa nở quanh năm và hương thì vô cùng là thơm cô chú anh chị nhé. Bởi vì người ta nói rằng là gì, là cái dòng samurai này này, nếu như cái hương thơm của nó đứng ở vị trí thứ hai thì sẽ không có loại lan nào mà có hương thơm đứng ở vị trí thứ nhất luôn. Để khẳng định rằng là cái dòng samurai là với dòng lan hoa siêu thơm cô chú anh chị nhé. Một cái chậu như vậy thì rơi vào khoảng tầm 3 thân. Đấy, 3 thân lớn nhỏ với mẹ cái con ấy ạ. Em bán với giá chỉ có 150 cho một chậu thôi ạ. Và bên này đây thì em có những cái cây trầm rồng đỏ. Và đây là cái mặt bông của dòng lan trầm rồng đỏ này cô chú anh chị này. Hoa đỏ rực rỡ luôn và nở đúng vào thời điểm Tết. Bông hoa rất là to. Hương thơm ngát nhé cô chú anh chị nhé. Và đây là những cái chậu trầm rồng đỏ mà hàng trồng thuần vườn chứ không phải là hàng trồng nhà kính đâu, nên là cô chú anh chị yên tâm là khi mà lấy về thì cây sẽ phát triển rất là tốt. Ở vườn nhà cô chú anh chị cây đã cao từ 3-40cm trở lên rồi. Một chậu thì rơi vào 3 thân hoặc là 4 thân trở lên ạ. Em chỉ bán có 150 cho một chậu thôi. Đấy, cây thì rất là căng tươi và khỏe đẹp, hàng hoàn toàn trồng tự nhiên dưới mái tre tự nhiên bình thường cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây cũng là những cái giò đen đô xuân. Một chậu đen đô xuân rơi vào 5-6 cái thân hoa trở lên đấy ạ. Em bán một chậu đen đô xuân như vậy với giá cũng chỉ có 160 cho một chậu. Và cô chú anh chị thấy là cái dòng đen đô xuân này thì bình thường là nó sẽ sổ ra rất là nhiều những cái mặt bông đẹp. Sổ nhiều mặt bông đẹp cô chú anh chị nhé. Và hàng bình thường những ngày Tết ấy, thì bên Trung Quốc người ta thường chuyển sang bên Việt Nam mình rất là nhiều cái cây đen đô xuân ạ. Và giá thì không hề rẻ một chút xíu nào, tức là chỉ có 1-2 thân. Một cái chậu 1-2 thân thôi thì giá của nó đã rơi lên đến 100 trên 200 trong một chậu rồi đấy ạ. Còn cái hàng này hoàn toàn hàng trồng thuần của Việt Nam mình.
Đó, về cô chú anh chị thưởng thức hoa xong rồi để được những cái cây giống rất là tuyệt vời luôn. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu giả oai tím xưa, cũng là những cái chậu lan rất là khỏe luôn. Đó, chậu thì rơi vào 4-5 thân trở lên ạ. 4-5 thân trở lên cô chú anh chị nhé. Hàng cũng sẽ nở hoa thời điểm Tết. Một cái dòng lan mà trước đây từng nổi đình nổi đám với cái hoa giá cả rất là đắt đỏ. Hiện tại một chậu như thế này thì em chỉ bán có 150 thôi. Mà sang bên này đây là những cái cây 5 cánh trắng hạng hồng. Cái cây của bên em thì cũng là hàng trồng ở ngoài tự nhiên, mái che tự nhiên, nên cô chú anh chị về yên tâm, nó thân nó rất là khỏe chứ không phải là lèo khèo cô chú anh chị nhé. Thân trong vắt rất là đẹp luôn. Chậu thì rơi vào 3 thân và chắc là chiều cao hiện tại đã từ 40 cm trở lên rồi ạ. 3 thân hoặc là 4 thân. Em xin phép được bán với giá chỉ có 140 cho một chậu thôi. Và chắc chắn một điều cô chú anh chị khi sở hữu nó sẽ có một cái tác phẩm tuyệt vời để cô chú anh chị có thể thưởng thức trong những ngày Tết rồi. Mà giá thì em nghĩ rằng là giá này thì không thể nào mà rẻ hơn với những cái cây lan nó đẹp như vậy cô chú anh chị nhé. Bên này em vẫn có những cái bảng giả hạc Pháp ạ. Một cái bảng giả hạc Pháp siêu to khổng lồ rất là to. Tức là người mấy 20 thân gì đó em bán chỉ có 180.000 thôi. Bảng số 2, bảng số 2 này thì em bán với giá là 100. Bảng số 2 này thì em xin phép được bán nó với giá là 130.000 này. 130.000 ạ. Và bảng này thì sẽ bán với giá là 150.000 này. Bên này thì em có những cái bảng dáng hương tam bảo sắc. Mỗi bảng dáng hương tam bảo sắc như vậy thì nó rơi vào 4-5 thân trở lên đấy cô chú anh chị. Em bán với giá là 150 cho một chậu thôi. Đó, 150 cho một bảng tam bảo sắc như vậy. Và sang bên này đây thì cô chú anh chị thấy là những cái bảng hoàng thảo vôi rất là đẹp. Mỗi một bảng như vậy thì rơi vào 17-18 cái thân hoa trở tê lên ạ. Hoàng thảo vôi là một trong những cái dòng lan hoàng thảo hương thơm, đứng sau trầm trong dòng hoàng thảo của chính chị nhá. Hoa cực kỳ là thơm. Em bán hoàng thảo vôi như vậy một bảng có 140 cho một bảng thôi ạ. Xanh biếc như thế này. Sang bên này đây sẽ là những cây lan hài đẹp để cô chú anh chị có thể sưu tầm này. Lan hài Leco Chilium với cái màu hoa xanh cốm rất là đẹp. Hiện tại thì đang có cây có nụ. Đây không phải là Leco Chilium mà đây là Mauzier xanh ạ. Hiện tại có những chậu đang có nụ và cây thuần trong chậu rất là đẹp rồi. Cô chú anh chị thấy là những cái chậu như thế này, cô chú anh chị không chỉ ngắm hoa mà thưởng thức lá không, cảm thấy rất là thích rồi. Đấy, một chậu như thế này thì em bán với giá là 250 nhé cô chú anh chị nhé. Còn sang bên này đây sẽ là những cái chậu hài Vân Nam. Nói chung cái dòng lan, những cái cây lan hài này thì hoa nó cực kỳ là bền, độ bền nó phải tầm trên 2 tháng. Cô chú anh chị ngắm chán thì thôi ạ. Mỗi chậu hài Vân Nam như vậy cũng rơi vào ít nhất 2 cây, khỏe đẹp, với giá em bán 120. Và sang bên này thì sẽ em có dòng lan hài Leco Chilium. Một chậu Leco Chilium như vậy em bán với giá là 150 cho một chậu. Đây là một trong những dòng lan dễ thuần, dễ chăm và hoa cực kỳ là thơm nhá. Và sang bên này đây thì em có rất là nhiều những cái mặt hàng lan đẹp. Những mặt hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi. Đặc biệt là có những hình quế lan hương, những cây cáo xếp rất là tuyệt vời với giá yêu thương ạ. Những giò phi điệp tím và những cây tổ quạ tròn vo rất là đẹp để cô chú anh chị có thể sưu tầm. Và những cây lan, địa lan rất là khỏe và rất là đẹp nữa nhé. Em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị từng hình một ạ. Ở đây thì em có một cái combo này cô chú anh chị này, có hai cây cẩm báo. Hai cây cẩm báo và một cây vanda, cả hai loại lan thì cực kỳ là thơm luôn ạ. Và em bán cái combo này cho cô chú anh chị sưu tầm là 40.000 cô chú anh chị nhé. Cái combo này đây ạ. Rồi ạ, bây giờ em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị từng cái mặt hàng mà em đã chia ra theo từng hình ở đây rồi. Đó, để em cô chú anh chị có thể lựa chọn nhé. Đầu tiên thì sẽ là những cái hình quế lan hương. Cái dòng hàng hiện tại thì nó đang có những cái cây nó đang nhú nụ rồi cô chú anh chị nhé. Ở đây là cái thời điểm đẹp nhất trong năm để cô chú anh chị có thể vừa thưởng thức những cái cây quế lan hương và vừa là cái mùa thời điểm để cô chú anh chị có thể trồng những cái cây quế lan hương đẹp nhất trong năm đẹp. Một cái dòng lan coi là đệ nhất hương, và hôm nay thì em sẽ còn một ít hàng thôi thì em sẽ bán giá giảm để cô chú anh chị có thể sưu tầm này. Đó, hình số 1 ạ. Hình số 1, hai cái thân quế lan hương, một rề hai thân quế lan hương dài và đẹp nhá cô chú anh chị nhá. Thường em bán 180 thì hiện tại hôm nay em sẽ để với giá là 160.000. Ở hình tiếp theo là hình số 2. Hình số 2, đây là có nguyên hai rề cô chú anh chị này, có hai rề mẹ con xếp rụt đẹp. Chỗ này là một mẹ bốn con này, rụt rất là đẹp này, bên này nữa. Đó, cả cái combo này thì em xin phép được bán, hình này em xin phép được bán với giá có 260.000 thôi. Thì hôm nay em sẽ bán giá giảm để cô chú anh chị là sưu tầm được cây lan đẹp cho sân vườn mà giá thì rất là phải chăng. Những cây quế lan hương thì cô chú anh chị biết rồi, dòng lan đệ nhất hương và giá thành thì không hề rẻ cô chú anh chị biết rồi đấy ạ. Đó,
Thì em thì cũng khi mà em nhập được cái giá rẻ thì em cũng sẽ nói chung là cái mối của bên em thì người ta cũng nhập ngay tại 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 gốc ấy, cô chú anh chị. Về thì em cũng sẽ chia sẻ với cô chú anh chị. Em nghĩ rằng là cái giá mà bất kỳ cô chú anh chị nào yêu thích cái dòng này đều có thể sưu tầm, và không chắc chắn là rằng là giá không bao giờ cao, cô chú anh chị nhé. Tiếp theo là hình số 3, cô chú anh chị thấy ạ. Hình số 3 này có 5 cây quế xếp và có những cây xếp rụt tuyệt vời với giá chỉ có 240 ạ. Và tiếp theo sẽ là hình số 4. Hình số 4 cô chú anh chị nhìn thấy này. Cái lô quế quá đẹp ạ. Cái lô quế này thì em có 2 dề cô chú anh chị nhá. 2 dề ạ. Quế xếp rụt quá đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em. Vài lô này thì em xin phép được bán với giá là 280.000 cho hình này. Sang hình tiếp theo là hình số 5. Hình số 5 này cô chú anh chị thấy là có 2, 4, 5 ngọn quế xếp và xếp rụt, có những cây bản lá tròn rất là đẹp. Cái hình này em cũng chỉ bán có 240, cô chú anh chị thấy ạ. Một cái dòng lan mà hoa cực kỳ là đẹp và giá thành đắt đỏ mà hơn 200.000, cô chú anh chị sở hữu ngay một cái lô quế đẹp như vậy để mà thưởng thức nhé. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 6. Hình số 6 này thì em có một cái rễ quế có tất cả là 5 ngọn. Bình thường thì em bán 240, hôm nay em để giá 200.000, cô chú anh chị sưu tầm nhé, 200.000 ạ. Và sang bên này đây thì em có cái giò quế lan hương. Cái giò quế lan hương này là cái hàng nguyên bản của chú anh chị này. Hai ngọn quế nguyên bản, mỗi một cây là mỗi một ngọn là trên 10 cặp lá. Bản lá tròn. Đó. Đấy, bản lá tròn và đẹp nhá, chú anh chị nhá. Và hai ngọn quế lan hương này thì em xin phép được bán nó với giá là 430.000. 430.000 cho cái ngọn quế lan hương này đấy ạ. Đó. Và sang bên này đây sẽ là hình số, hình bên này sẽ là hình số 8 ạ. Hình số 8 này thì em có 3 ngọn quế khá là lớn này cô chú anh chị này, cũng có những cây quế xếp rụt và lá quế có những là cây lá quế cũng rất là to. Cái hình này thì em xin phép được bán hôm nay với giá chỉ có 200.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 4. Hình số 4. Hình số 4 là một cái lô quế này, cũng đủ cô chú anh chị làm một giò ạ. Cái hình số 4 này thì em chỉ bán với giá có 180.000 luôn cô chú anh chị nhé. 180.000, giá bình thường hôm qua em bán là 230 thì hôm nay em để 180. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 10. Hình này có 4 ngọn quế xếp rụt cực đẹp luôn cô chú anh chị này. Đó, 4 ngọn quế rất là đẹp này. Và hình này thì em chỉ bán có bao nhiêu ạ? 260.000, 270.000 cho hình này đi. Rồi ạ, sang bên này đây sẽ là những cái hình dáng hương đuôi cáo cô chú anh chị có thể lựa chọn này. Cáo, một cái loại lan của vùng Cao Bằng với những cần hoa rất là dài. Và mùa này là mùa ghép cáo quá là đẹp. Nếu như qua dạo nữa, cái mùa này đang là một mùa hoa ấy cô chú anh chị, là mùa sinh trưởng mới, nên là cô chú anh chị đừng bỏ lỡ cái thời gian này. Bởi vì là qua đi thì nếu như cô chú anh chị có ghép cáo thì cũng sẽ khó thuần hơn. Còn thời điểm bây giờ, kể cả cô chú anh chị là những người mới chơi lan thôi, em chắc chắn một điều cô chú anh chị cũng sẽ đều ghép được cáo khoảng tầm 10 cho đến 15 ngày là cây cáo của cô chú anh chị sẽ ra rễ đẹp rồi ạ. Em có hình đầu tiên là hình số 11 của hình dáng hương đuôi cáo. Cây hình 11 này lá cực kỳ là xanh tươi và đẹp, và một mẹ ba con cô chú anh chị nhá. Một mẹ ba con cực mướt và đẹp như vậy em bán là 130.000 cô chú anh chị này. 130.000 cho hình dáng hương đuôi cáo tươi và đẹp này đấy ạ. Một mẹ ôm ba con nhá. Sang hình tiếp theo là cái hình số 12. Hình số 12 này cô chú anh chị thấy là em có tất cả là 4 cây cáo xếp V. Cực kỳ là xinh, những cái cây cáo xếp V này cô chú anh chị về chăm nó sẽ lên giật rất đỉnh đẹp luôn đấy ạ. Và hình này 4 cây như vậy em bán với giá là 200.000 cô chú anh chị nhá. Đó, sang hình tiếp theo, một cái hình phải nói là vô cùng là đẹp ạ. Vô cùng đẹp luôn cô chú anh chị này. Những cái cây cáo mà xếp VIP thẳng đẹp như thế này thì hiện tại rất là hiếm hoi luôn ấy ạ. Hình này có tất cả là 5 cây, mà trong đó cây này thì hoa rất là đậm cô chú anh chị ạ. Hoa rất là đậm luôn. 5 cây xếp V, xếp rụt đẹp tuyệt vời như vậy em xin phép được bán, trong đó có một cái cây hoa rất là đậm nữa. Em xin phép được bán với giá là 240.000 cho hình này. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 6. Hình số 6 này cũng là cây xếp V này cô chú anh chị này. Nhiều cây xếp V đẹp, có 6 cây luôn ạ. Và cái lô này thì em xin phép được bán với giá chỉ có 170 nhá. Cô chú anh chị cứ lựa chọn giúp em ạ. Hình nào cảm thấy ưng mắt thì cô chú anh chị có thể chốt hàng giúp em nhé. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 15 ạ. Hình số 15 này em có 5 cây cũng là những cây là cáo lá xếp xinh, em bán 160.000. Và tiếp theo sẽ là hình số 16.
Hình số 16 này có 7 cây khá là lớn cô chú anh chị ạ. Đặc biệt có 10 cây thì phải nói là cần hoa vừa rồi nó vừa nở xong này. Cái cần hoa này phải dài bao nhiêu ạ? Có khi phải 7-80 cm cô chú anh chị nhá. Trong đó có một cái bông này thì em nghĩ rằng là nó cũng rất là đậm luôn ạ. Bông hoa mặc dù đã sắp tàn rồi ạ, vùi dập do vận chuyển ạ, nhưng cô chú anh chị có thể thấy là cái sắc hồng rất là đẹp cô chú anh chị nhá. Toàn bộ cái cây này là sắc hồng rất là đẹp luôn. Cái lô cáo này này, cây cáo này này cô chú anh chị này, nếu mà đúng thực sự mà nó sổ căng tại vườn thì em nghĩ rằng cái mặt bông này là một mặt bông hồng đẹp nhá cô chú anh chị nhá. Mặt bông hồng rất là đẹp luôn. Và cái hình này thì có 7 cây to và đẹp như vậy nhá. Em xin phép được bán 180.000 ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 17. Hình số 17 này có 5 cây cô chú anh chị này. 5 cây cũng là những cây cáo lá ngắn, lá xếp. Và hình này em bán thì giá chỉ có 150.000 đi. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 18. Hình này có đến 12 cây bản lá ngắn xinh như vậy với giá là 160.000 ạ. 160.000. 8 cây, 12 cây luôn cô chú anh chị nhá. Sang hình tiếp theo sẽ là một cái lô cáo giống cây rất là xinh ạ. Lô này có đến 19 cây luôn ạ. Và nhỏ nhưng mà có võ. Những cây như vậy cô chú anh chị về trồng nó sẽ rất là khỏe cây. Hình 19 này thì em xin phép được bán nó với giá là 150.000 ạ. Tiếp theo sẽ là hình số 20. Hình 20 này là một cái chậu cáo thuần, có 4 đầu ngọn. Hiện tại thì đang có một cái ngọn này chuẩn bị nở hoa cô chú anh chị này, hoa cũng rất là xinh em nghĩ là như vậy. Cái chậu cáo này thì em bán với giá là 200.000 nhá. Sang hình tiếp theo cũng là một cái hình số 21, là một cái hình cáo rời. 21 là một cái hình cáo rời này cô chú anh chị này. Đó là chỗ này là nguyên một rề này. Thêm rất là nhiều cây rời khác ở bên này này cô chú anh chị. Và cái hình số 21 này có 12 cây ạ. 12 cây ở đây em bán với giá là 120.000 nhá. Sang hình tiếp theo là hình 22. Hình 22 này có 8 cây ạ. Có 8 cây. 8 cây ở hình này em bán với giá là 150.000. Và sang hình tiếp theo là hình 23. Hình 23. Hình 23 thì em bán với giá là, hình này 5 cây rất là to. Em bán với giá chỉ có 150.000 thôi. Tức là mỗi cây to bự như vậy giá có 30.000 trong cây nhỉ. Sang hình tiếp theo ạ, cũng có những bông hoa em nghĩ rằng là cũng cái sắc hồng cũng rất là tuyệt vời luôn đấy cô chú anh chị. Như là cánh sen luôn này, cái bông hoa này này. Sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 24 ạ. Hình số 24 này 245 cây. Cũng là 5 cây cô chú anh chị, 5 cây to với giá 160.000 ạ. Mà sang hình tiếp theo sẽ là hình số 25, có đến 16 cây luôn đấy cô chú anh chị. 16 cây, 10 mấy cây ấy cô chú anh chị. 15, 16 cây cả lớn cả nhỏ đấy cô chú anh chị. Hình này em chỉ bán có 160.000 thôi ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 26. 26 này là 1 kg 13 cây ạ. 13 cây vừa rất là xinh. Hàng em chọn lựa và cắt tỉa rất là kỹ luôn rồi. Cái lô này em bán với giá là 150.000 nhá. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 27. Hình này thì có 16 cây ạ. 16 cây tổng nhỡ nhỡ. Hàng tươi giói đẹp như thế này. Đấy, đảm bảo cây nào cây đấy luôn ạ. Em bán 160.000 cho hình này. Và bên này sẽ là hình số 28, là một cái chậu cáo thuần. Một cái bông hồng khá là xinh. Ở chậu này có 3 cây ạ. Em bán 180.000 cho chậu này. Sang hình tiếp theo là hình số 29. Hình số 29 này em có 3 cây ạ. 3 cây trong đó có cây bản lá rất là to và đẹp. 29 này em bán là 200.000. Và hình tiếp theo là hình số 30. Hình 30 này thì em bán chậu này ạ với giá là 200.000 nhá. Hình số 31. 31 đây cô chú anh chị. Hình 31 này em bán với giá là, cũng có một cái cần hoa đang rất là dài kia. Chậu này em bán với giá là 230.000. Và sang bên này sẽ là những cái giò cáo nguyên bản, phải nói là siêu đẹp luôn. Xong đầu tiên sẽ là hình số 23, là cái chậu cáo, giò cáo nguyên bản xếp rụt. Bên này là 4 cặp lá, bên này là 2, 4, 5, 6 cặp lá của chính chị ạ. Đó, lá xếp rụt và cái xếp V xếp rụt cô chú anh chị nhá. Đây cô chú anh chị nhìn thấy này, cái chất lá rất là dày dặn nguyên bản nhá. Cái giò rất là xinh như vậy, em bán với giá 140.000 ạ. Sang hình tiếp theo là hình 23. Cô chú anh chị thấy ạ, cây này bao nhiêu cặp lá đây? 2, 4, 6, 2 này, 4 này, 6, 7 cặp lá. 7 cặp lá, cái cần hoa thì vừa rồi rất là dài cô chú anh chị ạ. Cái cần hoa rất là dài. Xếp V cân đối hai bên rất là đẹp, 7 cặp lá. Hiện tại đang có một cái cây con rất là xinh đang mọc lên này cô chú anh chị này.
Và cái ngọn cáo xếp V này em xin phép đang là gói ngọn mẹ con nhá. Em bán với giá là 160.000 cho cái ngọn này này. Sang bên này là khí hình số 34, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Một cái cặp cáo lá xếp quá là xinh đúng không ạ? Một cặp cáo lá xếp bản lá tròn V rụt quá là xinh. Bao nhiêu cặp lá đây? 2, 4, 5 cặp lá. Rồi cũng đang có một cái cần hoa rất là đẹp đây cô chú anh chị nhìn cây ạ. Rất là tuyệt vời luôn đúng không ạ? Một cái cặp đôi, một cái anh cặp anh chị rất là đẹp. Và cái cặp đôi này thì em cũng xin phép được bán với giá là 190.000 cô chú anh chị nhé. 190.000 cho cái giỏ cáo nguyên bản vô cùng là xinh đẹp này. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 35. Đây của em có hai khúc nguyên bản. Cũng là hai khúc nguyên bản lá xếp. Cây này bản lá chất lá cực kỳ là dày và đẹp luôn ạ. Đấy, lá xếp chất lá dày và đẹp luôn. Bên này là một ngọn mẹ con cũng chất lá cũng rất là đẹp. Đây cô chú anh chị thấy là lá hơi ngà vàng một chút xíu như thế này là do bởi vì nó ngoài nắng nhá. Và cái cặp đôi như vậy này em bán 200.000 cô chú anh chị ạ. Cây cáo quá là khỏe và đẹp luôn một cặp đôi. Sang hình bên này sẽ là cũng là một cái cặp đôi là hình số 36 cũng là một cặp đôi. Hai giò cáo nguyên bản. Một cái cặp thứ nhất là cây lá xếp, một cái cặp thứ hai cái bản lá rất là to cô chú anh chị ạ. Cây thứ hai bản lá rất là to, cặp đôi này em bán 120.000. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 37. Hình 37 này cũng là một cái ngọn cáo xếp V 245 cặp lá, 6 cặp lá rồi, 245 cặp lá. Đó, ngọn cáo xếp V rất là xinh này cô chú anh chị này. Và cái hình này em cũng bán là 140.000 nhá. 140.000 cho cái ngọn cáo lá xếp V hình 37 này này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 37A. 37A này thì em có một cái giò cũng gồm có hai ngọn cáo xếp. Đấy, cần hoa cũng rất là dài luôn đấy cô chú anh chị này. Và cái giò cáo này thì em xin phép được bán với giá là 170.000 nhá. 170.000 cho cái khúc cáo nguyên bản này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 38. Cái giò cáo này là có tất cả là 4 cây luôn đấy cô chú anh chị. Đang có một cây vừa rồi là nở hoa xinh xinh này. Đó, 4 ngọn cáo rất là xinh. Và hình này em xin phép được bán với giá là 150.000 nhá. Sang bên này đây là những cái cây tổ quạ rất là đẹp ạ. Những cái cây tổ quạ cực kỳ là đẹp. Và những cây tổ quạ này cô chú anh chị có thể trồng làm tiểu cảnh hay là một cái giá thể trồng lan rất là tuyệt vời. Những cái cây tổ quạ này khi mà nó ra lá ấy, tán lá nó vươn tròn rộng và có thể tạo ra một cái không gian rất là mát cho khu vườn này ạ. Và ngoài ra nó còn là một cái giá thể trồng lan rất là đẹp nữa cô chú anh chị nhá. Cái cây tổ quạ này thì cực kỳ là to và tròn, rất là đều đẹp luôn ạ. Em gọi đây là cái tổ quạ hình số 39 nhá cô chú anh chị nhá. Cái đường kính này của nó chắc phải rơi khoảng tầm 50 cm. Đấy, cái đường kính ở đây em đo cái lá ấy, nó một này, chắc khoảng tầm 40, 45, 50 cm gì đó. Rất là to cô chú anh chị ạ. Và cái con tổ quạ này em xin phép được bán với giá là 65.000 ạ. 65.000 cho cây tổ quạ số 39 nhá cô chú anh chị nhá. Đấy, cước vận chuyển thì cũng khá là nhẹ nhàng nên cô chú anh chị yên tâm giúp em ạ. Sau hình tiếp theo sẽ là hình số 40, cũng là một cái con tổ quạ rất là tròn và rất là đều luôn ạ. Đấy, lá xếp tầng rất là đẹp cô chú anh chị này. Đấy, và kể cả bên dưới này cũng đã tỉa top rất là xinh rồi. Đấy, con tổ quạ này em xin phép được bán với giá là 50.000. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 40, cái chậu giò 40 này. 40 tổ quạ 40 này cũng không kém phần to đâu ạ. Và hình này thì em cũng xin phép được bán là 40.000 cho con này. Và hình số 41 em bán 45.000, con này cũng rất là to. Và 42 cũng cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị này. Tròn đều rất là đẹp. Cái con 43 này này rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Đấy, dân người ta cũng đã tỉa tót rất là tuyệt vời luôn. Cái con này em xin phép được bán với giá là 400. À đâu, con này em bán với giá là 50.000 nhá. Và con tiếp theo sẽ là hình số 40. Đẹp chưa cô chú anh chị? 40 rất là đẹp. Đó, cái con 40 này cũng rất là to cô chú anh chị nhá. Để em găng tay cô chú anh chị thấy này. Nó to khoảng tầm cái đường kính khoảng tầm 40 cm. Con này em bán 50.000. Và con tiếp theo sẽ là cái hình số 45 ạ. 45, con này cũng rất là khủng bố luôn. Em bán con này với giá là 55.000. Và con 46 con 46 này em bán với giá chỉ có 35.000 thôi này cô chú anh chị này. Nó sẽ nhỏ hơn một chút xíu nhưng cũng rất là to cô chú anh chị nhá. Nhỏ chút xíu hơn những cây kia một chút thôi nhưng mà cũng rất là to luôn ạ. Đây cô chú anh chị nhìn ạ. Sang bên này thì em có giò điệp tím của vùng Cao Bằng này, hình 47, cái giò điệp tím của vùng Cao Bằng.
có 2, 4, 5 cái thân hoa như vậy à, 3 cái thân hoa và 5 mầm gốc như vậy nhá, bán 300.000. Hình tiếp theo là hình số 48, cái giò này 3 cái thân hoa đẹp lung linh luôn, chuẩn bị bung lụa đấy ạ. Và 5 mầm gốc, em bán cái chậu này với giá là 480.000. Sau bên này là hình số 49, 49 là 2 mầm gốc với 1 thân hoa. Cây này thì gần như là hoa nở, hoa cánh bay cả ngày lẫn đêm luôn à. Cái bông này thì là vừa rồi đâu nhỉ, vừa rồi là năm ngoái, thân này không phải là thân hoa mà là cái bông còn sót lại của từ năm ngoái rồi ấy, thân hoa của năm ngoái rồi ấy. Và cái giò này em bán giá chỉ 180.000 thôi ạ. Mà sang bên này sẽ là những cái giò địa lan Trần Mộng Xuân, cô chú anh chị nhá. Trần Mộng Xuân bây giờ thì cây hiện tại đang phát triển lên mầm, dạo nữa là cây sẽ khoảng tầm tháng 9, tháng 10 là cây bắt đầu là làm nụ rồi đấy cô chú anh chị. Về trồng thuần ổn định là cây bắt đầu là ra nụ nhá cô chú anh chị nhá. Cái dòng Trần Mộng Xuân này ấy, cô chú anh chị thấy là mình không chỉ chơi đẹp với hoa. Nói đến hoa lan vào thời điểm Tết thì chắc chắn người ta không thể nào không nhắc đến cái dòng lan Trần Mộng Xuân, trong những dòng địa lan mà hot nhất, đẹp nhất mà người ta rất là thích sưu tầm trong những ngày Tết đến, hoa cực kỳ là bền. Đó, và ngoài cái vẻ đẹp của cây lan thì cô chú ý chị thấy là những cái hoa của nó ấy, thì ngay cả cái thân của nó khi mà cô chú ý chị trồng lên ở cái sân vườn của cô chú ý chị cũng tạo một cái không gian rất là đẹp đúng không ạ. Với dòng lan mà gắn liền, cái bông hoa của nó đẹp và gắn liền với cái huyền thoại, về cái giấc mộng của vua Trần ạ. Ở đây thì em có cái hình số 50 cô chú ý chị này, hình số 50 một khóm Trần Mộng Xuân này, đủ cô chú anh chị về làm một giò cực đẹp luôn ạ. Em bán 150.000 cho cái phần này cô chú anh chị nhá. Và hình tiếp theo là hình số 51. Hình 51 này phần gốc của nó, rễ của nó cũng khá là dài nên cô chú anh chị về trồng nó sẽ khá là ổn nhá. Cái giò này em bán 130.000 ạ. Và sang hình tiếp theo là hình số 52, một cái khóm rất là to. Bản lá cực kỳ là to luôn, giả hành cực siêu bự cô chú anh chị ạ. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 280.000 cho giò này. Sang hình tiếp theo là một cái giò tròn lá ngắn rất là xinh ạ. Tròn lá ngắn rất là xinh đây. Cái giò này em bán với giá là 200.000 cho hình số 53, hình 54 này. Cũng là mối giò giả hành rất là bự luôn nhé. Xanh mướt như vậy ạ. Và hình này thì em xin phép được bán nó với giá là, và cái hình tiếp theo này ạ. Hình tiếp theo này là cái hình em gọi là hình 53A. Đó, một cái dề cũng rất là to. Và cái dề này em xin phép được bán 250.000 nhá. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 54. Hình số 54 này thì em xin phép được bán nó với giá là 210.000. 55 này cô chú anh chị này. Ở 55 thì cái giò này, cái phần gốc của nó này, mang hình dáng của ý chậu luôn này, về cô chú anh chị đặt xuống là ok luôn rồi đấy ạ. Cái hình này thì em xin phép được bán nó với giá chỉ có 240.000 ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số bao nhiêu đây? Cái giò này rất là tròn và rất là đẹp luôn. Cái hình này không biết là hình bao nhiêu nhỉ? Mới giò 56, lá cân đối tròn đều hai bên rất là đẹp. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 360.000 cô chú anh chị nhá. Cái giò 57 thì cực kỳ là xinh luôn đấy ạ. Đấy ạ. Một giò to, khủng bố, tròn, rất là đẹp. Em bán cái giò này với giá là 380.000 ạ. Sang bên này thì em còn có những cái hình phú thọ này, hai kỳ phú thọ rất là đẹp, em bán với giá chỉ có 180.000 ạ. Và phú thọ số 2 là một kỳ đang đi mầm rất là xinh với giá 150.000 nhá. HO này, chỗ HO số 1 với giá 450.000, HO số 2 cũng với giá 450.000 và HO số 3 hai mầm gốc cực đẹp cũng với giá 450.000. Bên này thì em có những cái đặc sản của vùng miền Cao Bằng ạ, miếng rong phe đén 100.000 cho một túi 1 kg và chuối hột khô 100.000 nhá. Bên này sẽ là cái quả mắc mật khô ạ, với giá em bán là 120.000, cái gia vị của rất là nổi tiếng của vùng Cao Bằng, siêu ngon cô chú anh chị nhá. Và bên này sẽ là hoàng tinh, em bán với giá 200.000 cho một túi 1 kg. Và bên này sẽ là rễ mũ cần với giá 120 nhá. Đây sẽ là cái nấm ngọc cầu với giá 150.000 ạ, tầm gửi cây chanh 220 và tầm gửi cây nến 190 nhá. Cái măng lưỡi lợn với giá 200.000 cho một túi 1 kg. Và bên này thì em có thêm rất là nhiều những chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan ạ. Ở đây thì em có vỏ thông đủ size nhé, 1, 2, 3, 4 và vỏ thông vụn đồng giá với giá là 50, với giá 20.000 trong 1 kg. Và rêu rừng với giá là 50.000 trong 1 kg, rêu tươi và khô rất là đẹp nhá. Bên này sẽ là giớn vụn với giá lệ thể trồng lan cũng rất là tuyệt vời luôn đấy ạ. Em bán với giá 4.000 trong 1 kg được rất là nhiều. Atonic là 10.000 trong một gói này, duy xanh 50.000 và duy đỏ sẽ là 60.000, dưỡng chất AB 85.000 trong một lọ, 5.000 trong một cặp nhá. Hùng miễn 25.000 trong một lọ ạ. Và bên này thì em có B1 Thái với giá là 40.000 trong một lọ. B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 trong một lọ. B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 trong một lọ. Cái Super 2 hormone tăng trưởng với giá là 50.000 trong một lọ.
và liền da Mỹ Tiến với giá là 40.000 cho một lọ, liền da Sẹo Đen sẽ là 50.000 cho một lọ nhé. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 cho một lọ và ba loại phân bón lá đồng giá là 35.000 cho một lọ đấy ạ. Và bên này thì hôm nay em về cái loại đó là cái thuốc đặc trị côn trùng với giá là 70.000 cho một lọ. Phân bón dạng túi lọc một hộp như vậy với 20 túi lọc bên trong, em bán với giá là 35.000 cho một hộp này. Dây buộc lan chiều dài 100m có dao cắt kèm theo cực kỳ là tiện dụng với giá là 35.000 cho một cuộn. Bên này thì em có kim kim boom, một cái cây, một cái loại mà đặc trị thối nhũn rất là tốt. Chủ yếu các nhà vườn người ta sẽ sử dụng cái loại này nhé, với giá 25.000 cho một gói kim kim boom này. Và Chicho để ma phân bón vi sinh kháng nấm rất là hữu hiệu với giá là 15.000 cho một túi này. Đấy, hộp túi như vậy là 1kg em bán với giá là 50.000 ạ. Một hộp như vậy là 1kg em bán với giá là 130.000 nhá. Bên này thì em có cái phân chùn quế nguyên chất dòng cao cấp với giá là 35.000 cho một túi nhá, 1kg ạ. Và sang bên này thì em có cái sản phẩm đó là phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Với sản phẩm này em bán 35.000 ạ. Sản phẩm này thì về cái chất lượng phải nói là vô cùng hoàn hảo, bởi vì nó có cả phân trâu, dịch chuối và đỗ tương. Cô chú anh chị biết rằng là nó sẽ cung cấp đủ dưỡng chất, đạm. Và cái đặc biệt là ngoài cung cấp dinh dưỡng ra thì đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm rồi, nên là nó sẽ hạn chế được nấm bệnh một cách tối đa nhất nhé, cô chú anh chị nhé. Mà cái sản phẩm như vậy thì giá chỉ có 35.000. Em ở đây thì giá thành, em nghĩ rằng giá thành thì chắc chắn là dưới cả giá sỉ luôn. Nhưng chất lượng mà cô, và em nghĩ rằng là không nơi nào có cái giá có thể rẻ hơn cái giá 35.000 mà em bán. Nhưng em cam kết với sản phẩm này là cái chất lượng thì sẽ không thua kém, thậm chí là những cái dòng phân khác nó không thể tốt hơn cái dòng phân này. Bởi vì em thấy là cái dòng phân trâu ấy thì nó rất là lành tính, và ở nơi khác thì ở nhiều nơi khác người ta bán chỉ có phân trâu thôi ạ. Qua xử lý và nén viên thôi người ta cũng đã bán đến 60.000 rồi, trong 1kg rồi đấy ạ. Còn bên này em vẫn có cái sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em bán là 40.000 nhá. Có rất là nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời, như là diệt khuẩn, làm sạch không khí, và cái mùi hương của nó có thể giúp cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn tuyệt vời luôn đấy ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay mà bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép dừng clip ở đây ạ.